Ta dự báo rằng máy bay trực thăng sẽ có một tương lai tươi sáng. Những thành phố lớn trên thế giới thì ngày càng bị tắc nghẽn nhiều hơn. Chính vì vậy, máy bay trực thăng được huy động tối ưu để giải phóng cho những nhà ngoại giao khỏi những vụ tắc đường đó. Ở Tokyo hoặc ở New York, máy bay trực thăng là phương tiện duy nhất có thể đưa ta trở về trung tâm thành phố một cách nhanh nhất. Gần như tất cả các tòa nhà chọc trời đều có một sân bay nhỏ dành cho máy bay trực thăng. Con người luôn muốn bay lên cao. Chính sự ra đời của máy bay trực thăng đã giúp chúng ta đến được những nơi mà chúng ta không ngờ tới. Mô hình của một máy bay trực thăng được dựng lên trong một không gian 3 chiều nhờ một kỹ thuật viên đồ họa và chiếc máy vi tính của anh. Người ta cần tới 700 giờ làm việc để biến bức vẽ thành hiện thực sau khi máy bay được lắp ráp hoàn thiện. Thân máy bay trực thăng được làm bằng sợi carbon. Đó là một vật liệu tổng hợp rất nhẹ nhưng lại cứng hơn thép. Lớp sợi carbon sẽ được bảo vệ trong hai lớp nhựa xanh. Lớp vỏ máy bay được cắt bằng một lưỡi dao điều khiển bởi sóng siêu âm. Người ta trồng nhiều lớp vật liệu tổng hợp để làm phần thân máy bay ở phía sau. Ánh sáng laser màu xanh sẽ xác định vị trí của từng chi tiết. Sau đó người ta dùng một súng phun khí nóng để gắn các chi tiết giống như tấm lưới làm nền của tổ ong vào vỏ máy bay. Những tấm lưới này sẽ giúp gia cường cho vỏ máy bay cứng hơn. Sợi carbon ở đây vẫn rất dễ uốn. Để sợi carbon cứng lại, người ta cần nung chín sợi carbon dưới một lực ép trong chiếc lò hấp này trong vòng 10 tiếng đồng hồ dưới nhiệt độ 177 độ C. Các chi tiết được đưa ra khỏi lò sẽ được đem đi gia công. Nắp đậy động cơ sẽ được cắt theo kích thước quy định bằng một chiếc máy công cụ do công nhân điều khiển. Trước khi lắp chi tiết này vào vị trí, người ta kiểm tra và phát hiện sai sót bằng một chiếc búa cộng hưởng. Tiếp theo, bảng mạch điện cũng được lắp đặt theo một mẫu cho trước rồi mới được lắp vào trong máy bay. Máy bay trực thăng này chứa tới 2.351 mét dây, nếu cộng tổng các chi tiết có thể kéo dài tới 9 km. Hệ thống dây sẽ được kết nối với bảng điều khiển bay là đầu não của máy bay trực thăng. Chính cỗ máy này chứa tới 9.964 chiếc đinh rivet. Sau đó người ta lắp thêm vòng đệm để tránh bị thấm hơi ẩm vào trong máy bay và tránh hình thành rỉ sét. Giờ công nhân sẽ lắp ráp phần đuôi của máy bay trực thăng. Từng chi tiết được lắp ráp dần dần một cách cẩn thận, máy bay dần dần hoàn thiện. Người ta tiếp tục lắp máy móc và động cơ vào thân máy bay. Động cơ được gửi tới nhà máy. Động cơ nặng tới 120 kg và cần được điều khiển một cách cẩn thận. Tính an toàn được đặt lên hàng đầu. Những chiếc đài ốc được đục lỗ để luồn một sợi dây phanh. Sợi kim loại này được siết chặt để ngăn không cho những đai ốc bị trượt ra khỏi ốc vít khi độ rung của máy bay tăng cao. Giờ công nhân sẽ bắt vít 4 cánh quạt là chi tiết giúp máy bay trực thăng bay lên. Mỗi cánh quạt nặng tới 41 kg. Bảng điều khiển máy bay được lắp vào khoang điều khiển và tất cả các sợi dây sẽ được kết nối. Khi dây được kết nối, toàn bộ máy móc hoạt động chính xác. Công việc tiếp theo là hoàn thiện phần ruột của máy bay trực thăng. Người ta lắp ghế, dây an toàn, công son, vách ngăn, cửa sổ, cửa ra vào cũng như các lớp bọc ngoài. Những chiếc máy bay trực thăng đã gần được hoàn thiện. Công việc cuối cùng là kiểm tra chất lượng. Người ta đưa máy bay ra khỏi xưởng lắp ráp. Những cuộc bay thử nghiệm sẽ được thực hiện để kiểm tra chất lượng hoạt động của động cơ, cũng như các thiết bị điện tử. Thường thì người ta phải mất 100.000 giờ để lắp ráp toàn bộ 3.419 chi tiết trong một chiếc máy bay trực thăng như thế này. Người ta sản xuất 145 máy bay như vậy mỗi năm. Những chiếc máy bay nặng 2,8 tấn này có khả năng đạt tốc độ 140 knots và bay lên độ cao tối đa là 6.000 mét.